Xin chào tất cả các em, thầy đã trở lại với cái phần là ôn tập kiến thức cho các bạn học sinh lớp 11 trong cái phần học kỳ 1. Thế giống như hôm trước thì thầy có nói thì chúng ta sẽ cùng nhau song hành với nhau trong vòng ba cái chương. Ba chương, chương thứ nhất là chương điện ly, chương thứ hai là nitơ phốt pho và chương thứ ba là carbon silic, đúng không? Thế thì trong cái phần 1 mà các bạn theo dõi thì là đã có xong, thầy đã xử lý xong cái chương số 1 đó là chương điện ly rồi. Nhưng mà đến cái phần này, đến cái bài giảng, đến cái bài cái video ngày hôm nay thì thầy muốn hướng dẫn các em theo một cái cách khác, đó là thầy không đi theo chương, tức là thầy sẽ không đi theo nitơ phốt pho riêng và rồi lại carbon silic nữa đấy, mà thầy sẽ phân theo một cái hướng dẫn các bạn theo một cái hướng học rất là khác, nó không theo chương mà theo thầy cái kiểu chất mà chúng ta học là loại gì đấy. Thế thì cụ thể như thế nào thì chúng ta, trước hết thì chúng ta sẽ đi lý thuyết trước đã đấy, chúng ta đi hết lý thuyết xem anh chàng này có tính chất nó học gì, nhưng các anh chàng đó bài tập ra làm sao thì chúng ta sẽ nghiên cứu phần thứ hai, được chưa? Thì chúng ta sẽ phần đầu tiên, đó, phần A lớn là lý thuyết. Trong phần lý thuyết này thì thay vì cái việc là tôi đi theo từng chương thì bây giờ thầy sẽ chia đấy, chia các cái phần của chúng ta đấy, theo thứ nhất là đơn chất. Đó, đơn chất. Phần thứ hai, đơn chất thì chúng ta học là gồm có gì, nitơ, phốt pho, carbon và silic, đúng không? Tất cả những anh chàng này đều thuộc về cái loại là phi kim. Đấy, vậy thì tôi sẽ học theo cái hình thức là tôi học theo tính chất học của phi kim, hoặc là tôi học theo cái kiểu của đơn chất mà lát nữa thầy sẽ hướng dẫn các em. Đấy chưa? Tiếp tục, trong cái anh chàng nitơ, trong chương nitơ thì còn cái gì nhỉ? Có NH3. Đấy, có NH3. Thế anh chàng NH3 này ấy, thì nó thuộc về cái loại hợp chất, nó có tính chất là bazơ. Cho nên thầy sẽ đặt là riêng anh NH3 riêng. Được chưa? Tiếp theo, đấy, trong cái phần sinh nitơ này chúng ta có axit HNO3, tức là axit nitric. Đấy, phosphor thì nó có cái gì? Có axit H3P4 là axit phosphoric. Đúng không? Nếu khi sang carbon thì làm sao? Có axit carbonic. Đấy. Còn silic thì là H2SCO3. Đấy, thế thì đó là những anh chàng này. Nhưng mà chúng ta sẽ không nghiên cứu về axit carbonic và H2SCO3, mà tôi sẽ tập trung vào HNO3 và H3PO4. Đấy, thầy sẽ cho hai anh này vào một loại, anh chàng này thuộc cái nhóm là nhóm axit. Được chưa? Và cuối cùng chúng ta sẽ còn một nhóm nữa, đó là nhóm muối. Đấy, gồm có muối amoni. Có muối amoni, muối nitrat, muối phosphat, đúng không? Muối carbonat. Được chưa nào? Đấy là những cái phần mà thầy sẽ giới thiệu với các bạn trong ngày hôm nay. Được chưa? Đấy, thế tại sao thầy lại đi theo cái khung như thế này? Vì đây là một cái clip mà thầy muốn hướng dẫn các bạn. Đấy, hướng dẫn các bạn hình thành lại cái lý thuyết một cách nhanh nhất. Thế thì nếu như mà chúng ta đi từng anh chàng một, nitơ riêng, silic riêng, carbon riêng, phosphor riêng, thì theo cái chương trình của chúng ta nó phải mất vài tiết, chứ không thể gói gọn được trong một khoảng thời gian ngắn được. Đấy, mà mục tiêu như vậy, mà mục tiêu của chúng ta làm sao? Chúng ta rút gọn thời gian một cách ngắn nhất có thể. Được chưa? Đấy, NH3, HNO3 và muối. Thế thì đối với bốn cái nhóm như thế này thì thầy sẽ đi vào anh chàng thứ nhất này, kiểu học của nó như thế nào? Chúng ta có thể dự đoán tính chất của nó được hay không? Làm thế nào để nhớ nhanh? Đây, chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên. Anh chàng đơn chất, chúng ta phải nhớ là anh chàng đơn chất gồm có nitơ này, có phốt pho này, có carbon này, có silic. Được chưa? Thế thì cái phương pháp để mà chúng ta học cái lý thuyết của phần này, cái tính chất hóa học của những anh chàng này ấy, nhá, thì các bạn hãy liệt kê cho thầy xem. Mấy ông này, các ông ấy có các trạng thái oxy hóa là bao nhiêu? Đấy, và thầy sẽ lấy ví dụ cho các bạn là hai anh chàng, một anh chàng là nitơ và một anh chàng là carbon. Vì nitơ và phosphor thì cùng nhóm 5, carbon và silic thì cùng nhóm 4. Đấy, vậy thì thầy sẽ làm mẫu cho hai anh chàng. Được chưa? Và chúng ta sẽ cùng nhau tự hình thành lên các cái tính chất của những anh chàng còn lại. Đấy. Thế thì đầu tiên này, nitơ.
Thầy thử anh chàng nitơ này trước để xem tính chất hóa học của ông nitơ này nó như thế nào, có thể dự đoán được hay không nhá. Thế thì ông nitơ này có các số oxy hóa là -3, 0. Đấy, bắt đầu là cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4 và cộng 5. Đấy, cộng 1, được chưa? Vậy thì cái chàng đơn chất này, các bạn nhớ nhé, ở trong chương trình lớp 10 của chúng ta học rồi. Đấy là số oxy hóa của những cái nguyên tố khi mà nó tồn tại ở dạng đơn chất thì số oxy hóa nó đều bằng 0. Hay là khác, ông nitơ này, ông phốt pho carbon oxylic thì tất cả bọn chúng thì số oxy hóa đều nằm ở cái mức 0 này. Đúng chưa? Đấy, vậy thì nghĩa là làm sao? Vậy thì khi trong quá trình phản ứng, thì các bạn nhớ, khi mà phản ứng thì tất cả như ông này phản ứng thì nó đi vào hợp chất. Nào, nó đi vào hợp chất. Và cái trạng thái lúc đó nó không còn giữ ở trạng thái oxy hóa 0 nữa mà nó chuyển thành các trạng thái oxy hóa khác. Đấy. Như vậy là nó có thể chuyển xuống là -3 là cái số thấp hơn 0. Được chưa? Và nó có thể làm sao? Tăng lên các trạng thái là cộng 1. Đấy, rất là nhiều các cái trạng thái. Đấy, khác nó lên đến tổng làm sao? Có khả năng lên cộng 4 hoặc là cộng 5. Được chưa nào? Đấy, vậy thì các bạn nhớ này. Có một cái câu như thế này, khử thì cho, O thì nhận, có nghĩa là chất khử là những chất mà cho đi electron. Đấy, còn những chất mà oxy hóa là những chất làm sao? Nhận electron vào. Thế thì electron thì nó mang điện tích âm. Electron các bạn nhớ là nó mang điện tích âm. Nha. Vậy thì nếu như mà nhận electron vào thì làm sao? Cái nó sẽ bớt cái độ dương đi và nó phải tăng cái độ âm lên. Đúng chưa? Vậy thì từ 0 cho đến -3 là anh chàng này làm sao? Cộng electron vào. Đấy, còn cái loạt mà nó chuyển thành các trạng thái oxy hóa bên trên này thì nó trừ đi electron, tức là nó bớt electron đi. Đấy, khử cho O nhận. Vậy thì anh chàng này vừa làm sao? Vừa có khả năng cho, vừa có khả năng nhận. Vậy thì nhá, nitơ này vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử. Đấy, vậy thì cái câu đầu tiên mà các bạn kết luận đó là cái gì? Anh chàng nitơ này vừa có tính oxy hóa. Hay nói khác, đầu tiên tôi chắc là nó có tính oxy hóa. Đấy, có tính oxy hóa đã. Được chưa? Tính oxy hóa và gì nữa? À, nó có tính khử. Đó là cái cách mà chúng ta dự đoán tính chất hóa học của nitơ. Vậy thì tính oxy hóa nó thể hiện khi nào? Đấy, nó thể hiện tính oxy hóa khi mà nó tác dụng được nhá. Cái này nó khi mà tác dụng được với các chất khử. Các chất khử. Làm sao? Mạnh hơn nó. Các chất khử mạnh hơn nó, được chưa? Vậy thì các chất mà khử mạnh hơn nó thì chúng ta sẽ phải kể đến. Đấy. Thì các bạn có thể quan sát đơn giản nhất là các bạn nhìn vào trong cái bảng tuần hoàn ấy. Thì chúng ta nhìn xem độ âm điện của nitơ là bao nhiêu. Đấy. Thế thì tất cả những anh chàng nào mà có độ âm điện nhỏ hơn của nitơ, tức là nó có khả năng khử mạnh hơn nó do độ âm điện là đặc trưng cho khả năng là oxy hóa. Tức là độ âm điện càng lớn thì tính oxy hóa càng mạnh, độ âm điện càng nhỏ thì tính khử càng mạnh. Đấy. Vậy thì ông này tính khử tác dụng với những thằng mà chất khử mạnh hơn nó thì nó thể hiện tính oxy hóa. Vậy thì các bạn cứ nhìn những chàng nào mà làm sao có số độ âm điện nhỏ hơn thì có nghĩa là tính khử của nó mạnh hơn. Đấy, và thông thường thì chúng ta khi mà tính khử thì chúng ta sẽ quan tâm đến một là kim loại. Vậy thì anh này sẽ tác dụng với kim loại. Đấy, kim loại là tính chất đặc trưng của nó là tính khử, vậy thì nó sẽ tác dụng với kim loại. Đấy. Được chưa? Và cái thứ hai mà chúng ta hay gặp đó là hydro. Đấy, hydro cũng là chất khử, vậy thì nó có khả năng tác dụng với hydro. Đấy là cái cách mà chúng ta dư đi. Được chưa? Đấy, thế còn tính, nó thể tính khử khi nào? Thì đương nhiên một điều là khi mà nó tác dụng với đấy, với chất oxy hóa làm sao mạnh hơn nó. Đấy, thế thì như anh chàng là chất oxy hóa mạnh hơn, thế thì chúng ta lại nhìn làm sao? À, đối với những anh chàng đơn chất thì chúng ta nhìn xem là ông nào có cái độ âm điện mà lớn hơn độ âm điện của nitơ thì có nghĩa là nó là chất oxy hóa mạnh hơn. Đấy, được chưa? Và ngoài ra thì còn có khả năng là các hợp chất nữa, đấy là tôi có thể dự đoán đấy. Đấy. Vậy thì các cái đơn chất mà có tính oxy hóa mạnh hơn thằng nitơ này thì chúng ta có thể kể đến. Đấy. Mà mạnh nói chung nhé, không nhất thiết phải là nitơ, có thể là phosphor, có thể là carbon, có thể là silic, sau này các bạn dự đoán. Thế thì cái anh chàng đầu tiên tính oxy hóa mạnh thì các bạn phải kể đến là cái gì? Là oxy. Đấy, vậy thì có nghĩa là ông nitơ này tác dụng đối với oxy. Được chưa? Đấy. Và ngoài ra thì có thể là các cái chất khác. Tôi không xét đánh chàng nitơ ở đây, tôi không biết là có hay không. Ngoài oxy ra thì nó có thể là nhóm halogen. Đấy.
Được chưa? Ngoài ra anh chàng này ra thì còn có thể tác dụng với các cái làm sao anh chàng mà có tính oxy hóa mạnh, ví dụ như là H2SO4 đặc nóng, tôi không lấy vị anh chàng nitơ ở đây nhá, hoặc là HNO3. Đấy, ông này đặc HNO3 thì đặc hay loạn cũng được. Đấy, thì đây là cái cách mà tôi dự đoán. Thế thì bây giờ các bạn thử dở sách giáo khoa xem là tính chất hóa học của nitơ ở trong đó người ta đề cập đến là tính gì. Đấy, thì các bạn cứ yên tâm một điều, chắc chắn một điều là không thể thoát được là tính oxy hóa và tính khử. Cái quan trọng là người ta sẽ liệt kê cho các bạn là tính khử nó có những cái gì, tính oxy hóa là có những cái gì mà thôi. Đấy, thì đấy là cái cách học mà chúng ta học tính chất hóa học của đơn chất. Đấy, thế thì đây là nitơ, thầy có thể nói qua. Ở trong này thì trong cái sách giáo khoa của các bạn thì trong cái việc mà tác dụng với lại các cái nó thể hiện tính khử ấy, thì thường thường nó lấy một cái ví dụ đỉnh đầu tiên như là tác dụng với oxy. Đấy, bên trong oxy, còn ngoài ra thì nó không lấy cái gì khác nữa cả. Đấy, vậy thì tại sao lại thế? Bởi vì thì có thể thì cái này nó cái riêng của anh chàng nitơ nhé, thì các bạn có thể nhớ riêng này. Nitơ thì nó có một cái liên kết là liên kết 3. Như này, cái liên kết này là một cái liên kết rất là bền. Ở điều kiện bình thường các bạn có thể nhớ là ở trong không khí này 80%, sắp xỉ 80% không khí là nitơ. Thế thì nếu như mà nó ở điều kiện bình thường ấy, mà nó tác dụng được với các cái chất khác thì chúng ta không còn các cái chất khác nữa. Nhưng mà nó đầy trong không khí, ví dụ tác dụng với oxy thôi chẳng hạn. Nếu nitơ mà tác dụng với oxy ở cái điều kiện chỉ cần đốt nóng thôi nhá, thì chúng ta đun nấu hàng ngày. Đúng không? Đấy, đun nấu hàng ngày. Nếu như mà nó tác dụng với lại oxy ở cái điều kiện là nhiệt độ nó rất là đơn giản, chỉ cần hơi đun nóng lên một chút thôi thì chúng ta không còn oxy để chúng ta thở nữa. Đấy, đấy là cái do liên kết 3 này nó rất là bền. Mà muốn hình thành một cái chất mới thì đầu tiên phải phá vỡ cái liên kết của cái chất cũ đó, và sau đó mới hình thành. Thì đây là kiến thức mà thầy cung cấp thêm. Đấy, mà do cái liên kết 3 này bền như vậy cho nên là cái anh chàng này tương đối trơ ở điều kiện thường. Và nitơ này là cái chất mà người ta cho và dùng để bảo quản các cái đồ trong các viện bảo tàng. Vì anh chàng này không duy trì sự sống. Đấy, và nó là một cái khí rất là trơ, nó không phản ứng với bất cứ một cái chất nào cả ở điều kiện bình thường. Nên là người ta sử dụng để bảo quản. Đấy, thì đấy là cách mà chúng ta học về tính chất học của đơn chất. Nói chung, nitơ, phosphor, đấy, carbon silic. Thì phosphor thì sao? Các bạn có thể nhóm halogen này nó tác dụng được. Nitơ thì nó tương đối trơ nhưng phosphor nó không có cái kiểu như này. Mà làm sao nó kiểu khác, nó không cần phải mất quá nhiều năng lượng để nó phá vỡ thành cái này, vậy nó có khả năng tác dụng với lại nhóm halogen này. Đấy, điển hình nhất ở trong sách giáo khoa mà các bạn nhìn thì phosphor nó sẽ tác dụng với clo. Đấy, để nó thành PCl3 hoặc là PCl5. Được chưa? Đấy, thì đấy là một số cái ví dụ, hoặc là phosphor có thể tác dụng với lại H2SO4 đặc hoặc là HNO3 để nó tạo thành là H3PO4. Đấy, cái đấy các bạn có thể hoàn toàn các bạn có thể xem lại cái phần phosphor, nhưng đấy là cách tư duy chung. Bởi vì làm sao? Bởi vì phosphor nó cũng thế thôi, nó cũng có số oxy hóa là -3, nó có oxy hóa là 0, có oxy hóa là +3, có oxy hóa là -5. Vậy thì nó vừa có khả năng xuống vừa có khả năng lên. Đấy, vậy thì phosphor nó có khả năng oxy hóa, nó có khả năng khử. Được chưa? Đấy là nitơ và phosphor. Thế còn carbon thì sao? Đấy, carbon thì sao? Carbon thì bây giờ tôi thể lấy thêm một cái ví dụ nữa để carbon thì nó có các trạng thái oxy hóa là cái gì? Đấy, carbon thì nó có trạng thái oxy hóa là -4. Nó có trạng thái là 0. Nó có trạng thái là +2. Có trạng thái oxy hóa là -4. Đấy, như vậy là ông này cũng vừa có khả năng đi xuống. Đấy, vừa có khả năng là ông ấy tăng lên. Vậy thì anh chàng này cũng vừa có cái tính chất hóa học là vừa nó có vừa có tính khử, nó vừa có tính oxy hóa. Về tính khử thì các bạn có thể lấy là tính khử tác dụng với kim loại. Đấy. Tính khử gì nữa? Tính khử là tác dụng với lại hydro. Được chưa? Đó, còn tính oxy hóa thì sao? Tính oxy hóa thì thầy xin lỗi, đây là tính oxy hóa. Tính oxy hóa thì tác dụng với lại kim loại, còn tính oxy hóa tác dụng với hydro, bởi vì là hai chàng này là hai anh khử điển hình chúng ta vừa nói bên kia. Đấy không? Có tính khử của nó thì làm sao? Nó tác dụng với các chất oxy hóa mạnh hơn. Đầu tiên phải kể đến oxy. Đấy, có thể halogen cũng được. Đấy, hoặc là H2SO4 đặc. Nếu H2SO4 đặc thì các bạn có thể xem cái thí nghiệm cho H2SO4 vào than. À, thì nó sẽ tạo thành CO2. Nó tạo thành CO2 này. H2O và SO2. Đấy. Hoặc là HNO3 cũng tương tự như vậy thôi. Nó cũng sẽ tác dụng. Được chưa? Vậy thì làm thế nào để có thể học một cách nhanh nhất thì chúng ta dựa vào cái phần chung như này. Được chưa? Về đơn chất, về phi kim thì các bạn cứ xem anh chàng này khi mà tác dụng thì chắc chắn một điều là nó sẽ thay đổi số oxy hóa. Vậy thì mình chỉ cần kiểm tra xem cái khả năng oxy hóa, khả năng khử của nó như thế nào là chúng ta có thể dự đoán được tính chất hóa của nó. Đấy, thế thì sau khi mà chúng ta dự đoán xong thì chúng ta làm thế nào? Thế đương nhiên một điều đây là tôi dự đoán thì không bao giờ tôi dự đoán được hết cả. Các bạn giống như các bạn nhìn trong mặt bắt hình dong, các bạn nhìn một người các bạn không thể đoán được toàn bộ cái tính cách của người ta.
Được chưa? Vậy thì tôi phải điều tra. Đấy, vậy thì anh chàng này cũng thế thôi. Sau khi tôi dự đoán xong, rồi tôi nhìn vào trong sách giáo khoa để tôi xem là những cái dự đoán của tôi nó có đúng hay không. Đấy, ví dụ như ban nãy thầy dự đoán chẳng hạn, anh chàng nitơ kia nó có khả năng dùng với lại oxy là chất oxy hóa mạnh, nhóm halogen là chất oxy hóa mạnh, H2O4 đặc, HNO3 là các chất oxy hóa mạnh. Đấy, thế thì nhưng mà thực tế thì trong sách giáo khoa nó chỉ đề cập đến là cái gì? Nó tác dụng với là oxy thôi. Tại sao? Tại do thằng liên kết 3 kia. Nhưng có phải anh chàng nào cũng thế đâu. Phốt phò nó khác. Đấy, như vậy là cái anh chàng liên kết 3 kia của thằng nitơ là một cái đặc biệt. Vậy thì chúng ta học những cái chung nhất là nó có khả năng oxy hóa, có tính khử. Chất nếu thể hiện tính oxy hóa thì nó tác dụng với kim loại được, tác dụng với hydro được. Vậy thì tôi nhớ xem, tôi mở ra xem có đúng là tôi dự đoán là tác dụng với kim loại thì nó có giống sách không? Tác dụng với H2 có giống sách không? Nếu như giống, ok, tôi dự đoán đúng, tôi không cần quan tâm đến nó vì đây là cái trong đầu tôi đã có rồi. Được chưa? Còn ông này sao? Tác dụng với lại oxy, tôi so sánh oxy có. Tác dụng với halogen có không? Không có. Giống sách không đề cập đến. Anh chàng H2S4, H2O3 không đề cập đến. Vậy thì tôi nhớ ở trong này chỉ có mỗi thằng tác dụng với oxy thôi. Đấy, nó đặc biệt nó chỉ tác dụng với oxy thôi. Nó không đề cập đến là nó tác dụng với những anh chàng kia. Được chưa? Vậy thì sang với phosphor, tôi cũng dự đoán như vậy. Tôi xem là cái gì có, cái gì không có. Nếu cái gì có khác của nó khác đi thì tôi thêm nó vào. Đấy, nếu như mà khác đi thì tôi thêm vào. Còn nếu như mà cái gì mà không có thì tôi bớt đi và tôi nhớ cái mà tôi thêm vào và tôi nhớ cái mà tôi bớt đi thôi. Chứ không ai bây giờ các bạn cầm một cái quyển sách lên như thế này, các bạn lầm nhầm. Tính chất hóa học của nitơ là tính chất hóa học của phosphor là như thế, là các học không khoa học. Đấy là cái kiểu học mẹt, các bạn chỉ nhớ được một thời gian là các bạn quên ngay, giống như rất nhiều bạn mà phản ánh với thầy tại sao em học vẫn thuộc nhưng chỉ thi xong một cái em quên, bởi vì các bạn học theo cái kiểu như thế, còn tụng kinh học không có một cái tư duy logic gì cả, nhớ chưa? Đấy, thì đây là cách mà thầy hướng dẫn các bạn. Thế thì kể cả các bạn có quên tính chất hóa học của nitơ, tôi có thể dự đoán được. Quên tính chất hóa học của phosphor, tôi dự đoán được. Carbon, silic đều thế, được chưa? Đấy, thế thì trong cái phần này, trong các cái chương mà nitơ, phosphor hay carbon, silic thì cái phần bài tập về đơn chất của nó không tập trung nhiều mà nó tập trung vào các cái hợp chất nhiều hơn, được chưa? Đấy, thì đây cái phần mà đơn chất thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn đến đây thôi. Chúng ta sẽ chuyển ngay sang cái phần thứ hai, là cái phần tiếp theo, đó là cái gì? Tính chất hóa học của các cái hợp chất kia chúng ta dự đoán nó như thế nào, được chưa? Đấy, như vậy là thầy vừa mới hướng dẫn các bạn đấy, cái cách mà chúng ta học làm sao nhanh nhất và nhớ được lâu nhất cái phần tính chất hóa học của những anh chàng mà đơn chất nitơ, phosphor, carbon, silic, đúng không? Thế thì bây giờ sang đến những anh chàng này là các cái hợp chất của chúng thì chúng ta học như thế nào? Thì chúng ta vẫn học tương tự như vậy, là chúng ta dự đoán tính chất hóa học của nó và sau đó chúng ta mới đối chiếu vào cái phần mà sách giáo khoa cũng như là vở ghi của các thầy cô ở trường ở lớp cho các bạn ghi. Thế thì chúng ta dự đoán như thế nào? Nếu các bạn nhìn thầy liệt kê ở đây, anh chàng NH3 này là bazơ, anh chàng này là axit, anh chàng này là muối. Vậy thì đầu tiên mà thì các bạn sẽ phải liệt kê cho thầy xem là anh chàng này thuộc loại hợp chất nào, loại hợp chất nào đã. Là cái thứ nhất. Và cái thứ hai vẫn là cái bình thường, những cái cơ bản của nó thôi, đấy là số oxy hóa của các nguyên tố trong hợp chất đó. Trong hợp chất đó là bao nhiêu? Đấy, thì chỉ cần học theo hai cái hình thức này thì các bạn cũng sẽ dự đoán được hầu hết những cái gì thuộc về tính chất hóa học của các chất. Thầy có thể lấy ví dụ. Thế thì ngay vào anh chàng đầu tiên, NH3. Thế thì các bạn có thể nhìn thấy là NH3 là bazơ. Đấy, vậy thì NH3 này đầu tiên các bạn sẽ phải biết được là nó sẽ có tính chất hóa học của bazơ đã. Đấy, của bazơ. Được chưa? Và anh chàng này không vào thuộc vào cái nhóm là bazơ mạnh, vậy thì anh chàng này sẽ có tính chất hóa học của bazơ yếu. Nhưng tuy nhiên anh chàng này bazơ này bazơ tan chứ không phải là bazơ không tan. Vậy thì chúng ta sẽ tư duy anh chàng này có tính chất hóa học của dung dịch bazơ nhưng bazơ đó là bazơ yếu. Được chưa? Thế thì anh chàng này bazơ yếu, anh chàng bazơ có những tính chất hóa học như thế nào? Nói thế thì có thể có một cái vấn đề nảy sinh, đấy là nếu như các bạn mất gốc hoàn toàn ở lớp 9, các bạn mất gốc hoàn toàn ở lớp 10 thì đến phần này các bạn sẽ chết, bởi vì các bạn không thể biết được tính chất hóa học của bazơ là những cái gì. Đấy, thế thì để mà các bạn hình thành nhớ nhanh được tính chất học của bazơ là cái gì thì thầy sẽ xin mời các bạn tìm cái video mà thầy làm tóm tắt kiến thức của hóa học của ký 1 lớp 9. Đấy,
cái bài đó cũng phát miễn phí, các bạn hoàn toàn có thể tìm được trên YouTube hoặc là trên trang của tuyển sinh 247. Đấy, thì các bạn xem là anh chàng buzzer thì có những tính chất hóa học như thế nào. Và bây giờ thầy ngay bây giờ thầy sẽ liệt kê lại cho các bạn. Anh chàng buzzer này, đầu tiên này, tính chất học của buzzer thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ phải kể đến là anh buzzer này tác dụng được với oxit của axit. Đấy, tác dụng với oxit axit. Đây là thầy liệt kê lại cái tính chất học của anh chàng buzzer tác dụng với oxit axit. Được chưa? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, buzzer tác dụng với axit, đúng không? Vậy nha anh chàng này, thứ hai là tác dụng với axit. Được chưa? Cái thứ ba, dung dịch buzzer tác dụng được với các dung dịch muối. Vậy thì nó lại có một cái nữa, đây là tác dụng với dung dịch muối. Vậy thì anh chàng NH3 này của chúng ta là một buzzer, vậy thì có nghĩa là tôi dự đoán là anh chàng này sẽ tác dụng được với oxit axit. Tôi dự đoán là anh chàng này sẽ tác dụng với axit. Tôi dự đoán anh chàng này tác dụng với dung dịch muối. Đấy, vậy thì sau đó tôi dự đoán xong rồi thì tôi bắt đầu tôi mở sách giáo khoa ra. Nhá, tôi mở sách giáo khoa ra. Xem sách giáo khoa của tôi sẽ có những cái gì thuộc về cái tính chất học của buzzer yếu. Được chưa? Đấy, và tôi sẽ kiểm tra. Thế thì ngoài cái tính chất học của buzzer của bạn thuộc lại hợp chất nào này, thì các bạn sang đến phần thứ hai, đấy là số oxy hóa của các nguyên tố trong hợp chất đó là bao nhiêu. Thế thì bắt đầu tôi sang xét đến tiếp cái phần thứ hai, đấy là số oxy hóa của nitơ trong hợp chất đó. Thế thì nitơ ở đây trong hợp chất thì nitơ là NH3 này, ở trong này đúng không, và cái thằng hydro trong hợp chất thì luôn luôn có số oxy hóa là cộng 1. Đấy, trong hầu hết các hợp chất thì nó là cộng 1. Nitơ này sao, 3 nhân với cộng 1 nó là cộng 3. NH3 này trung hòa về điện, đúng không? Vậy thì 1 của nitơ nhân với cái số oxy hóa của nó cộng với 3 phải bằng 0. Vậy thì anh chàng này có số oxy hóa là -3. Được chưa? Vậy thì số oxy hóa của nó, số oxy hóa là -3. Đấy. Thế thì các bạn nhớ lại đi. Số oxy hóa của nitơ -3, 0, cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5. Như vậy là anh chàng -3 này này là thấp nhất của nitơ rồi. Vậy thì nó có khả năng giảm số oxy hóa không? Không có. Nó thấp nhất từ từ nó giảm nó sao được nữa. Nó giống như cái ở các bạn đang đứng ở mặt đất, từ từ các bạn không thể chui vào lòng đất được nếu như mà tự nhiên nó ra không có phép độn thổ hoặc không có một cái hầm nào đó. Nhưng rõ ràng ở đây nó không còn cái gì dưới nữa. Không còn cái gì dưới nữa cả, thì nó không thể xuống được, mà nó chỉ có khả năng tăng số oxy hóa thôi. Thế thì tôi suy ra được là nó chỉ có thể tăng số oxy hóa. Tăng số oxy hóa thôi. Mà khi mà tăng số oxy hóa có nghĩa là nó phải cho bớt electron đi. Và khử thì cho, đúng không? Vậy thì suy ra một điều, đấy là anh chàng NH3 này chỉ có tính khử. Đó, thì đó là cái cách mà chúng ta suy luận, chúng ta tư duy. Chỉ tính khử thì nó sẽ tác dụng với những anh chàng mà có tính oxy hóa mạnh, ví dụ như oxy, ví dụ như cái gì? Nhóm halogen. Hoặc là HNO3, H2SO4 đặc. Đấy, đấy là một số cái những anh chàng mà chúng ta hay gặp nhất. Đấy, và xong chưa? Chúng ta dự đoán xong rồi thì bắt đầu chúng ta kiểm tra để xem giáo khoa xem cái gì tôi dự đoán đúng, cái gì tôi dự đoán chưa đúng. Đấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra. Đấy, trong sách giáo khoa, phần tính chất hóa học của buzzer nó không đề cập đến tác dụng với oxit axit. Đúng không? Có đề cập đến tác dụng với axit không? Có. NH3 tác dụng với HCl. Đấy. Thế thì chúng ta thấy là NH3 cộng với HCl ra cái gì? Ra cái gì? Anh chàng này ra muối NH4CL. Được chưa? Tác dụng với dung dịch muối. Tác dụng với dung dịch muối. Vậy thì bình thường các bạn nhớ là muối tác dụng với lại buzzer thì ra muối mới và buzzer mới. Đúng chưa? Vậy thì ông này tác dụng với dung dịch muối thì các bạn nhớ là, ví dụ một anh chàng là Cu chẳng hạn, Cl2 chẳng hạn, đó. Thì đây là muối. Còn buzzer đâu? Buzzer thì các bạn nhớ này. Đấy, cái sự nó thể hiện tính buzzer là do NH3 này khi mà hòa tan bằng nước thì nó có cái kiểu như thế này. Cộng với H2O. Đấy, nó tạo thành
NH4OH đấy. Cái đuôi OH này nó sẽ giống như những anh chàng như là NaOH, KOH, BaOH hai lần. Được chưa? Do đó nó có tính bazơ. Đấy, vậy thì NH3 cộng H2O cộng với CuCl2 nó sẽ giống như NH4OH cộng với CuCl2. Vậy thì muối mới cộng bazơ mới có nghĩa là anh chàng này OH này chuyển vào đây. Đấy, thay thế cho vị trí của ông clo này. Được chưa? Và chúng ta sẽ thu được anh chàng là CuOH làm sao? Tất cả hai lần cộng với NH4Cl. Và nhiệm vụ các bạn chúng ta chỉ là cân bằng thôi. Được chưa nào? Đó. Đấy, như vậy là chúng ta xong được cái phần tính chất học của NH3 ở phần thứ nhất. Sang phần thứ hai. Đấy, thì NH3 này chỉ có tính khử thôi. Thì trong sách giáo khoa người ta sẽ đề cập đến là NH3 tác dụng với oxy. NH3 tác dụng với gì nữa? CuO. Đúng không? Và cũng nó có các cái phương trình phản ứng như là NH3 cộng với O2 nó tạo thành cái gì? Tạo thành N2 cộng với H2O. Đấy, thế thì đối với NH3 này thì hầu hết tất cả các chất oxy hóa khi mà tác dụng với lại nó thì nó sẽ tạo thành cái anh chàng N2 này là chính. Đấy là cái chú ý của chúng ta. Đấy, như vậy là chúng ta dự đoán được, chúng ta đã dự đoán đúng được tính chất này thì này có anh chàng thế này đúng không, mà có tính khử. Tính khử thì chúng ta cho O2 cho CuO đấy là điều ra như thế này hết. Được thế nào đấy, nếu như mà muốn có làm sao lên được đến NO chẳng hạn thì bắt buộc nó sẽ phải có các cái điều kiện mà khắc nghiệt hơn, ví dụ như là khi mà tác dụng với oxy mà điều kiện là 850 đến 900 độ C, xong rồi xúc tác là platin chẳng hạn đấy, thì nó sẽ ra được đến NO. Nhưng mà cái đấy không quan trọng, cái đấy nó quá sắc rồi. Bây giờ đầu của các bạn chỉ làm sao, chỉ nhớ được đến cái gì thôi. Tôi nhớ được cái ít thôi, tôi nhớ được cái chung thôi, còn những cái riêng thì từ từ tôi học. Được chưa? Đấy, sau khi mà tôi hứng khởi với môn hóa, tôi không còn sợ nó nữa, thì bắt đầu tôi tìm hiểu lại, tôi nghiên cứu kỹ lại. Bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta sẽ không phải chỉ học những cái cơ bản như thế này, mà chúng ta phải học sâu hơn, học kỹ hơn, thì chúng ta sẽ ngồi lại một lần nữa, tua lại một lần nữa. Thì sao? Lúc đấy là cái đầu của chúng ta nhớ nhanh hơn nhiều rồi, vì chúng ta không còn sợ nó nữa. Được chưa? Đấy, thì đây là cái cách mà chúng ta học về cái anh chàng hợp chất. Đấy, thầy sẽ ví dụ cho các bạn một cái nữa. Đây là axit HNO3. HNO3 và cái anh chàng này là cái quan trọng nhất, do đó thầy sẽ đi kỹ cho các bạn. Được chưa? Thế thì đầu tiên, anh chàng HNO3 này, HNO3 này nó là axit đã. Là một axit đã. Đúng không? Vậy thì nó sẽ mang đầy đủ tính chất hóa học của axit. Đấy. Thế thì nó sẽ mang một tính chất học đều của axit, thì nó sẽ gồm có là đầu tiên là làm quý tím. Đấy, bên kia cũng thế nhá, quý tím chỉ sang màu xanh, anh này làm quý tím chuyển sang màu đỏ, chúng ta đang dự đoán làm quý chuyển sang đỏ, đây là axit đúng không. Tiếp tục axit tác dụng với kim loại, tác dụng với kim loại, nếu như theo bình thường là sẽ tác dụng với kim loại để tạo thành là sinh tố muối cộng với H2. Đấy là theo bình thường, tôi dự đoán thôi, tôi chưa đi vào cụ thể. Tiếp tục, axit tác dụng được với oxit bazơ tạo ra muối và nước. Oxit bazơ tạo ra muối cộng với H2O. Đấy. Tiếp tục gì nữa? Axit này tác dụng với bazơ. Tác dụng với bazơ tạo ra cũng muối và nước. Axit có khả năng tác dụng được với muối để tạo ra muối và nước. Muối mới và axit mới. Đó. Tất cả những cái gì tác dụng với muối đều ra muối mới và cái đó mới hết. Đấy, thế đây là tôi dự đoán tính chất học của HNO3 ở phần thứ nhất, đó là nó thuộc loại là axit. Được chưa? Lát tôi sẽ xử lý sau xem có đúng hay sai. Đấy, tiếp theo tôi dự đoán đến cả các cái số sinh hóa của chúng. Thế thì HNO3 chúng ta thử tìm hiểu xem. HNO3 ở đây anh chàng này cộng 1, anh chàng này trừ 2, không có gì đặc biệt cả. Vì hydro và oxy trong hợp chất thì thường thường chúng sẽ có số sinh hóa là cộng 1 và trừ 2 thôi. Đấy, cái đặc biệt của chúng ta ở đây đang chúng đang học nitơ phốt pho đúng không? Quan tâm đến anh chàng nitơ này. Anh chàng nitơ này là cộng 5, là trạng thái oxy hóa cao nhất. Nhớ nhá, cao nhất của nitơ rồi. Đấy, thế thì ông này làm sao? Chỉ có khả năng, chỉ có thể giảm số oxy hóa. Giảm số oxy hóa
là số oxy hóa. Được chưa? Và dẫn đến làm sao? Dẫn đến là nó chỉ có tính oxy hóa thôi. Tính oxy hóa mà thôi. Đấy, thế thì nó có tính oxy hóa thì nó sẽ tác dụng với những anh chàng như thế nào? Đấy, nó sẽ tác dụng với những chất khử điển hình. Thế thì chất khử đầu tiên nó là kim loại đã. Được chưa? Chất khử tiếp theo mà chúng ta nghĩ đến là thường thường là hydro, đúng không? Thế anh chàng này có cái khử mạnh thì có thể phi kim, nó là đơn chất. Nếu như anh chàng phi kim nào mà nó ra có số oxy hóa dương dễ lên thì nó cũng tác dụng, hoặc là nó tác dụng với cả với hợp chất mà trong đó hợp chất mà sao cái số oxy hóa của nguyên tố trong hợp chất đó chưa phải ở trạng thái oxy hóa cao nhất thì nó cũng tác dụng. Đấy, đấy là cái cách mà tôi dự đoán. Thế thì chúng ta bắt đầu đối chiếu với lại phần tính chất hóa học của HNO3 trong sách giáo khoa thì làm thế nào. Đấy, chất giáo khoa thì làm sao? Quý tím chuyển đỏ có không? Bên này có này. Đấy. Nó tác dụng với kim loại tạo muối và H2, cái này không có. Tại sao lại không có? Thầy sẽ giải thích. Tác dụng với lại oxit bazơ để tạo muối, anh chàng này có. Thằng này cũng có luôn. Thằng này cũng có luôn. Đấy, như vậy là ở đây có gì khác? Có anh chàng này khác, tại sao nó khác? Và anh chàng này không phải là lúc nào cũng tác dụng với oxit bazơ thì ra được muối và nước, nó sẽ có những cái khác. Anh chàng này cũng thế, tác dụng với bazơ không phải lúc nào cũng ra muối và nước, nó có cái khác. Muối này cũng vậy. Thế tại sao nó lại khác? Thì nó do cái anh chàng nitơ cộng 5. Đúng không? Các bạn nhìn hợp chất này làm sao? Trong đó nguyên tố chưa ở trạng thái oxy hóa cao nhất. Đấy, trước ở trạng thái oxy hóa cao nhất. Đây chúng ta cùng lấy ví dụ anh chàng nitơ kim loại trước này. Kim loại chúng ta lấy ví dụ luôn, Cu chẳng hạn cộng với HNO3. Bình thường ông Cu này là ông ấy đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học, vì vậy không tác dụng với các axit bình thường. Nhưng HNO3 thì lại có do nitơ cộng 5 oxy hóa đồng lên. Được chưa? Thế thì sản phẩm của chúng ta sẽ thu được là Cu NO3 tất cả hai lần. Thế thì đây là cái lưu ý đầu tiên. HNO3 khi tác dụng với kim loại chuyển các kim loại thành trạng thái oxy hóa cao nhất. Được chưa? Đồng này có trạng thái oxy hóa cộng 1, cộng 2, nó lên trạng thái cao nhất là cộng 2. Cộng với H2O. Và cộng với một cái sản phẩm nào đó của nitơ. Đấy, sản phẩm khử của nitơ. Thế tại sao lại sản phẩm khử của nitơ? Sản phẩm khử của nitơ là cái gì thì các bạn nhìn này. Anh chàng Cu này tăng số oxy hóa lên thành cộng 2. Từ 0 thành cộng 2 tức là nó cho đi electron. Vậy thì sẽ phải có một anh chàng nào phải nhận vào. Nó nhận vào. Thế thì oxy và hydro ở đây nó đều trong hợp chất thì nó vẫn là cộng 1 và trừ 2, nó không thay đổi gì cả. Như vậy là cái anh chàng nitơ cộng 5 này chắc chắn là anh chàng phải thay đổi rồi. Đấy, nitơ cộng 5 chắc chắn phải là anh chàng phải thay đổi. Nó thay đổi thì làm sao? Nó phải giảm số oxy hóa xuống. Đây nó nhận E vào, nó phải giảm số oxy hóa xuống. Vậy thì nitơ ở đây nó sẽ có trạng thái các trạng thái oxy hóa thấp hơn, ví dụ như có thể là cộng 4. Đấy, vậy thì cộng 4 nó nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở trong NO2. Được chưa? Hoặc là nó sẽ giảm xuống đến cộng 2. Đấy, là NO. N cộng 1 N2O. Đấy. Hoặc làm sao? Nitơ không là N2. Đơn chất, đúng không? Hoặc là trừ 3. Đó là lẽ ra thì chúng ta quen thuộc nhất đến là NH3. Nhưng nếu NH3 là bazơ mà nằm trong HNO3 là axit thì bazơ tác dụng với axit để tạo thành NH4 NO3. Đấy. Đấy là các cái sản phẩm khử mà nó có thể xảy ra. Thế thì cái sản phẩm khử nó là cái gì thì nó sẽ phụ thuộc vào nồng độ đặc hay loãng của HNO3 và cái thằng axit này, hoặc cái chất cái chất mà đem tác dụng với nó là chất khử mạnh hay chất khử yếu. Anh chàng này là Cu này là một cái chất khử nó yếu yếu thôi, nó không phải là kim loại mạnh, thì cái xu hướng sản phẩm của nó sẽ là cộng 4 cộng 2. Được chưa? Nếu như mà cái anh chàng này có các kim loại mạnh hơn, tức là có tính khử mạnh hơn, ví dụ như là magie chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ có khả năng làm sao xuống đến N2O, N2 hoặc là NH4NO3. Và sau này khi mà các bạn học về bài tập liên quan đến cái chỗ này thì các bạn sẽ phải đặt một câu hỏi rất lớn. Khi mà có magie, nhôm tác dụng với lại H2NO3 là xem trong dung dịch đó có NH4NO3 hay không. Được chưa? Ok, đấy tính sau, phức tạp tính sau. Đây chỉ là thầy nói về cái cách mà chúng ta dự đoán sản phẩm thôi. Thế thì sản phẩm bao giờ cũng có muối, có nước và một cái sản phẩm nào đó của nitơ. Thường thường sẽ là các oxit của nitơ như NO2 và NO là những sản phẩm chúng ta hay gặp nhất.
nhá, trong cái chương trình mà các bạn thi ở ở chương trình trung học phổ thông bình thường thì chỉ sẽ gặp phổ biến là NO2 và NO. Đấy, hoặc còn nếu khó lắm thì bắt đầu mới ra các cái chẳng khác mà thôi. Được chưa? Đấy, tác dụng với phi kim tác dụng được không? Tác dụng được. Ví dụ carbon cộng HNO3 ra là CO2 cộng H2O cộng NO2, vẫn là cái kiểu ban nãy mà chúng ta từ đằng bên dưới thôi. Đó là nitơ làm sao giảm số oxy hóa xuống, mà kim loại thì tính khử mạnh hơn so với phi kim. Anh carbon là phi kim, đồng là kim loại, vậy thì đồng nó có khả năng xuống đến NO2 hoặc NO thì carbon nó cũng sẽ xu hướng đến thế thôi, NO hoặc NO2, và thường thường sẽ ra NO2 là chính. Đấy, thì tùy nồng độ của HNO3 nữa. Được chưa nào? Đấy, tác dụng với hợp chất. Thế là rất là nhiều bạn sẽ bị mắc ở đây này. Các bạn không biết, ví dụ thầy lấy hai cái ánh sáng FeO cộng với HNO3 và Fe2O3 cộng với HNO3. Đấy, thì rất nhiều bạn sẽ liệt kê là à đây oxy bazơ. Đúng rồi, không sai. Đây oxy bazơ cũng không sai luôn. Vậy thì các bạn sẽ quy vào đây. Oxy bazơ đâu? Đây. Là cái gì? Nó sẽ tạo ra muối và nước. Muối cộng với H2O. Anh thằng này cũng muối cộng H2O. Đấy, và các bạn viết à ông này là sát đây hóa trị 2, vậy thì nó tạo muối hóa trị 2. Vậy thì anh chàng này là FeNO3 hai lần cộng với H2O. Anh chàng này là Fe cộng với FeNO3 tất cả mấy lần? Sắt hóa trị 3, 3 lần cộng H2O. Đấy. Thế thì nếu các bạn tư duy như thế thì các bạn đúng một nửa. Đó là gì? Anh chàng này đúng, nhưng anh chàng này sai. Nhá, anh chàng đúng ở dưới này đúng, nhưng anh chàng bên trên này thì sai. Tại sao sai? Tại vì anh chàng này sắt ở đây có số oxy hóa là cộng 2. Nhá, cộng 2 mà sắt cao nhất của nó phải là cộng 3 cơ. Mà cứ một cái anh chàng mà tác dụng với lại HNO3 thì nó sẽ có xu hướng bị oxy hóa lên trạng thái oxy hóa cao nhất. Vậy thì rõ ràng là anh chàng này nó không thể chỉ ra muối và nước được. Nó và anh chàng này phải lấy HNO3 tất cả 3 lần cơ. Nước thì vẫn có, đúng rồi, không sai. Nhưng mà làm sao? Đã anh chàng này đã lên tăng số oxy hóa lên thì nitơ bắt buộc nó phải giảm số oxy hóa của nó xuống. Vậy thì có nghĩa là tôi phải có cái sản phẩm là sản phẩm khử. Nó sẽ là NO2 hoặc NO hoặc là các sản phẩm khử khác nữa. Được chưa nào? Đấy, vậy thì cái điều quan trọng nhất mà các bạn cần phải nhớ đấy là các bạn xem cái chất mà tác dụng với HNO3 này nhá, chất mà tác dụng với HNO3 này nó đã, cái nguyên tố đó trong đó nó đã ở trạng thái oxy hóa cao nhất chưa? Nếu như chưa thì nó có tính khử. Đấy, nó có tính khử thì nó tác dụng với HNO3 thì nó sẽ tăng số oxy hóa lên cao nhất. Và làm sao? Vào N trong nó, trong HNO3 nó sẽ chuyển về trạng thái oxy hóa thấp hơn, vậy thì nó sẽ ra sản phẩm phụ là NO2, NO đấy, hoặc là các sản phẩm như N2ON2 hoặc N4NO3. Đấy, thì đây là cái cách học về tính chất học của HNO3, và đương nhiên anh chàng này là rắc rối nhất vì nó không tuân theo cái bình thường, nó rất nhiều cái phức tạp. Vì sao? Nó vừa là axit mạnh, nó vừa là chất khử rất mạnh, chất oxy hóa rất mạnh. Được chưa nào? Thì đây là cái cách học. Đấy, nhưng mà sang khi mà các bạn sang đến H3PO4, H3PO4 kìa, thì cái tính oxy hóa của phosphor cộng 5 ấy, nó không còn mạnh nữa, thì nó sẽ chỉ thể hiện tính axit thôi. Đấy, nó sẽ chỉ là ông này có tính chất học của axit, tính oxy hóa người ta không nhắc đến ở đây nữa. Đấy, vậy thì tính hóa học của axit thì nó chỉ có làm khí tím chuyển sang đỏ, tác dụng kim loại tạo muối cộng hydro và mùn. Kim loại thì phải làm sao? Trước khi hydro cho ra hoạt động hóa học, tức là từ Cu trở về sau là không có. Đấy, tác dụng với lại oxit bazơ tạo thành muối và nước. Đấy, đúng theo các cái này. Được chưa? Và tính chất học của axit là gì thì lại một lần nữa thầy nhấn mạnh các bạn xem lại cái phần bài giảng về lý thuyết của lớp 9. Chắc chắn sẽ giúp ích được các bạn rất là nhiều. Với các bạn không cần phải học tính chất hóa học của H3PO4 nữa. Các bạn chỉ nhớ tính chất học của axit thôi. Tính chất học của axit đấy các bạn dùng ở đâu? HNO3 các bạn dự đoán được một nửa. Một nửa các bạn dựa vào số oxy hóa còn lại của HNO3. Được chưa? Đấy, số oxy hóa của anh chàng nitơ thì chúng ta dự đoán được một nửa còn lại. Đấy là cái quan trọng nhất. Còn axit carbonic và H2SCO3 thì chúng ta không quan tâm đến bởi vì là rất ít bài tập liên quan đến nó. Được chưa? Thế còn cái anh chàng nào? Anh chàng nào nữa? Còn hợp chất nào nữa? Hợp chất nữa muối amoni. Đấy, muối amoni thì các bạn lại học tính chất hóa học của muối. Muối amoni là muối tan, vậy thì nó sẽ mang tính chất hóa học của cái anh chàng muối tan. Được chưa? Muối tan. Thế thì muối tan có những tính chất hóa học gì? Thì muối tác dụng với kim loại, muối tác dụng được với dung dịch bazơ, muối tác dụng được với axit.
Đấy, các bạn muối tác dụng với muối theo kiểu phản ứng trao đổi ion. Thế điều kiện của nó thì các bạn cũng cũng nhớ đấy. Đấy, và các bạn viết thôi. Được chưa? Thế thì ngoài ra nó có tính chất gì đặc biệt không? Có, muối amoni bị nhiệt phân hủy. Nhiệt phân hủy như thế nào? À, như vậy là anh chàng này riêng có bị nhiệt phân hủy thì tôi nhớ riêng là muối amoni bị nhiệt phân hủy. Nó phân hủy ra cái gì? Chúng ta sẽ nhớ lại. Được chưa nào? Muối nitrat cũng thế. Muối nitrat, tất cả các muối nitrat của nó đều tan. Vậy thì nó sẽ mang tính chất hóa học của muối nitrat. Đấy, muối nitrat có tất cả muối, muối bình thường. Vậy thì muối bình thường cũng như muối amoni tác dụng với kim loại, tác dụng với bazơ, tác dụng với axit, tác dụng với muối. Được chưa? Đấy, vậy thì nó có gì đặc biệt không? Cũng có luôn. Nó cũng bị nhiệt phân hủy. Nhiệt phân hủy ra cái gì? Đấy, thế thì cái đấy là cái mà các bạn cần phải nhớ thêm. Nó phân hủy thành, nhớ là anh chàng này quan trọng, nó thành ba cái mức mức khác nhau. Đấy, đến magie, trước magie một một kiểu nó phân hủy ra muối nitrit. Đến từ magie cho đến đồng thì nó phân hủy ra oxit, và sau đồng thì nó phân hủy thành thành kim loại. Thì đấy là các bạn cần phải nhớ thêm vì nó ngoài cái tính chất hóa học của muối. Và ở đây thì chẳng có cách nào khác là các bạn phải học thuộc. Được chưa? Quá vừa các bạn phải học thuộc, không còn cách nào khác cả. Đấy. Còn một cái cuối cùng mà các bạn sẽ gặp đấy là trong phần oxit, các hợp chất của carbon thì nó có oxit của carbon. Đấy, thì thầy chưa được kia ở kia là hơi sót một chút. Cái phần oxit của carbon ấy thì các bạn sẽ học hai cái anh chàng oxit của carbon, đấy là CO và CO2. Thế thì cũng tương tự như cái học ở bên trên thôi. Hai anh chàng này thuộc loại oxit, với các bạn xem tính chất của nó thuộc loại oxit nào. Anh chàng này là oxit không tặng muối, hay là còn gọi là oxit trung tính. Tức là nó không tác dụng với, ở điều kiện bình thường không tác dụng với nước, không tác dụng với axit, không tác dụng với bazơ. Được chưa? Còn ông chàng này thì sao? Nó là một cái oxit axit. Vậy thì oxit axit nó có tác dụng với oxit bazơ, nó có tác dụng với dung dịch bazơ, đúng không? Tác dụng với cái gì nữa? Nước. Đấy, để tạo thành axit. Đấy, tuy nhiên anh chàng axit này thì nó axit không bền, nên chúng ta không quan tâm đến cái đấy, chàng đó. Và cái quan trọng nhất ở trong cái phần này ấy, thì các bạn nhớ là CO thì dùng để khử được các cái oxit của kim loại, ví dụ như là FeO chẳng hạn, về thành Fe cộng với CO2. Đây là cái quan trọng nhất của CO. Được chưa? Có anh chàng CO2 tính chất quan trọng nhất của nó đây là tác dụng với dung dịch bazơ. Và đây là sẽ là cái dạng bài mà tốn giấy mực của các bạn nhiều nhất. Tại sao? Nó có khả năng tạo thành hai muối. Nó tạo thành muối kết tủa, muối trung hòa CaCO3 cộng H2O. Đấy, anh chàng này là muối trung hòa. Na, muối Na thì nó không không phải là kết tủa. Anh chàng này kết tủa, anh chàng của bari kết tủa. Được chưa? Và nó có khả năng tạo thành muối axit, đấy là CaH2O3, tức là cái muối mà chứa nhóm HCO3 này này. Đấy, anh chàng này thì không tan. À, anh chàng này thì tan, nó không tạo kết tủa. Đấy, và nó sẽ có cái dạng bài cụ thể về cái phần này, thì lát nữa trong phần làm bài tập thầy sẽ giới thiệu cụ thể hơn. Thế như nào? Thì đấy vừa rồi là cái phần mà thầy hướng dẫn các bạn học lý thuyết. Thì đương nhiên thì các bạn nhiều bạn xem cái video này thì các bạn thấy là rất là chung chung. Bởi vì đây là cái làm sao thầy không phải là thầy đi tỉ mỉ cụ thể từng chất một, mà thầy chỉ hướng dẫn các bạn cái cách học thôi. Đấy, chúng ta dự đoán xong thì chúng ta là sách giáo khoa này, chúng ta so sánh, lật vở ghi của cô giáo ra để chúng ta so sánh. Đấy, tại sao phải so sánh? Có những cái gì mà nó khác biệt nữa. Đấy, ví dụ là điển hình nhất là NH3 này, ngoài cái tính chất này ra, ngoài cái mà chúng ta dự đoán ra thì còn một cái nữa mà các bạn mà thầy cũng chưa nhắc đến ở ban nãy ở đây, đó là khả năng tạo phức. Cái khả năng tạo phức đấy thì nó tất một cái là ở trong cái phần kiến thức của phổ thông của các bạn, thì có nghĩa là các bạn chưa thể thể dự đoán được. Khi nào mà các bạn học lên đại học thì các bạn mới thể dự đoán được là anh chàng này có khả năng tạo phức. Đấy, thế thì tạo phức là cái gì thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nhớ, chúng ta không nên quá đào sâu làm gì, bởi vì chúng ta là từ những người làm sao chúng ta mất gốc, chúng ta chưa chắc kiến thức. Vậy thì cái gì cơ bản nhất chúng ta học? Đấy, chúng ta tư duy làm thế nào, chúng ta tư duy một cách logic nhất để chúng ta làm sao khắc vào trong đầu. Sau này mà quên, tôi tư duy lại theo cái kiểu như thế để tôi dự đoán, tôi đã nhớ lại được tính chất học của nó. Tôi không phải cầm sách tôi tụng kinh lại nữa. Được chưa? Đấy, thì đấy là toàn bộ những cái gì mà thầy chia sẻ với các bạn về cách học lý thuyết. Các bạn nhớ, chỉ là cách học thôi. Và còn lại thì cái việc mà thành thạo lý thuyết thì nó sẽ phải phụ thuộc vào cái độ chăm chỉ của các bạn. Các bạn bắt buộc các bạn phải học, học thật kỹ. Được chưa? Và ngay sau đây thì sẽ hướng dẫn các bạn hai dạng bài tập đấy, quan trọng. Bài tập quan trọng này nó sẽ liên quan đến một là axit, anh chàng axit nitric, và hai là cái anh chàng oxit của carbon CO2, là hai cái phần mà thầy sẽ hướng dẫn với các bạn. Được chưa? Chúng ta sẽ sang phần bây giờ.